Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương huyện Trần Văn Thời kỳ thứ 6 năm 2023 trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Mở đầu trang địa phương kỳ này có ghi nhận các hoạt động sôi nổi kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2023. Phần cuối ghi nhận lễ hội Kỳ Yên Đình Thần Phong Lạc, di sản văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân cư nông nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Huyện Trần Văn Thời vừa tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam lần thứ 6 nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, đồng thời tuyên dương các tập thể và gia đình tiêu biểu năm 2023. Ngày hội Gia đình Việt Nam lần thứ 6 tại huyện Trần Văn Thời tuyên dương các tập thể và hộ gia đình tiêu biểu năm 2023 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Ngày hội gia đình năm nay diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mang ý nghĩa thiết thực tôn vinh gia đình Việt Nam. Theo đó, huyện tổ chức trò chơi liên quan và thi nấu ăn nhằm tạo không khí vui tươi sôi nổi cho các gia đình tham gia ngày hội. Riêng hội thi nấu ăn, các đội thi đã trình bày những mâm cơm gia đình truyền thống hiện đại với nhiều món ăn hấp dẫn. Mâm cơm gia đình của các đội thi không những đa dạng về món ăn, đẹp về thẩm mỹ, ngon về chất lượng mà còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vẫn là những món ăn quen thuộc, bình dị hàng ngày, nhưng các đội thi đã sáng tạo trong việc đặt tên cho những món ăn, qua đó thể hiện được tinh túy của ẩm thực Việt thông qua mâm cơm gia đình. Đến với hội thi thì đội của em nấu còn có 4 món. Cái thứ nhất là gà hầm thuốc bắc, cái thứ hai nữa là cá lóc sút me, cái thứ ba nữa là lòng xào thập cẩm, cái thứ tư nữa là lươn ôm lá nhào. Đến với hội thi hôm nay thì em xin gửi cái thông điệp là bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Bên cạnh tôn vinh các giá trị truyền thống của gia đình nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Ngày hội Gia đình năm nay còn hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2023, đồng thời tạo điều kiện để các gia đình văn hóa tiêu biểu có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng và tiến bộ. Tham gia của ngày hội hôm nay thì tôi thấy là rất vui mừng, phấn khởi khi đến với hội thi gia đình hạnh phúc hôm nay. Thì là một cái truyền thống của ông cha ta để lại, cũng như là những là trò chơi, rồi là cái những là món nấu ăn là thi này kia nọ, thì tôi thấy rất là bổ ích cho xã hội. Tôi thấy cái này là rất là tốt. Còn về tinh thần thì tôi rất ủng hộ và đồng thời rất là quan ơn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích tiêu biểu trong chỉ đạo thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tuyên dương 26 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc, gương mẫu trong xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Ngoài ra, ban tổ chức ngày hội còn trao giấy chứng nhận cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong tham gia trò chơi liên quan và phần thi nấu ăn. Lễ hội Kỳ Yên Đình Thần Phong Lạc là một trong những lễ hội độc đáo và đầy ý nghĩa của huyện Trần Văn Thời, là di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ của người dân vùng đất Phong Lạc xưa, nay là xã Lợi An. Hằng năm, vào ngày mùng 9, mùng 10 tháng 5 âm lịch, Đình Thần Phong Lạc tổ chức lễ hội Kỳ Yên để tưởng nhớ đến công ơn của các vị thần, các bậc tiền nhân khai quang mở cõi, các vị anh hùng có công bảo vệ đất nước, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bá tánh an cư lạc nghiệp. Phần lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm theo phong cách truyền thống. Phần hội tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, mang sinh khí vui tươi rộn ràng. Lễ hội Kỳ Yên Đình Thần Phong Lạc là một trong những lễ hội lớn của huyện Trần Văn Thời nói riêng, tỉnh Cà Mau nói chung. Hàng năm, vào dịp lễ, đông đảo quan khách và nhân dân địa phương đến cúng giếng và tham gia nghi thức thỉnh sắc thần trang nghiêm. Đình thần này nó có theo tôi cũng khoảng là từ 60 năm sắp lên. Tôi trong khi đó là đình Phong Lạc, cái làng Phong Lạc hồi đó cứ có làng Phong Lạc. Thì lễ kiên này thì trong này hồi trước đây nó có một cái đoàn cũng như là 12 người cũng bận lộn như tôi nha, rồi làm lễ đi chào sắc thần người kia vậy đó, rồi đưa cái sắc thần đi quánh trống rồi này kia nọ đi lên từ giáp xóm luôn. Tôi muốn cầu chúc cho bà con được dồi dào sức khỏe, thấy không? Rồi mùa màng đó là đúng, rồi đình thần này kia nọ đó được sạch sẽ như vậy đó. Năm tới
cũng đông đảo như vậy. Lễ hội Kỳ Yên Đình Thần Phong Lạc là dịp để dân làng hội tụ, cùng nhau duy trì và tôn vinh những giá trị truyền thống của địa phương. Lễ hội không chỉ đem lại niềm vui cho người dân địa phương, mà còn phát huy nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người dân trong sản xuất nông nghiệp xưa và nay, cầu nguyện một năm đầy thuận lợi. Giống như cho mà xóm làng làm ăn cho đặng mùa, rồi tôm tép gì đó, ăn cho nó được thu hoạch cho tốt. Nói chung thì xóm ấp và bà con mạnh khỏe, coi như mình cũng giái ở đây vậy. Thì nói chung mình làm được việc này thì mình rất vui, cũng mười mấy năm rồi. Mình thấy mình làm mà mình được bà con mà tới đông đúc mỗi ngày một đông vậy thì mình vui lắm. Thì cô nguyện là đi cúng đình rồi đò tò mà đò thần đình độ cho mình mà ăn khá giả này vậy đó. Tả thu tám nè, cho thiệt là nè. Có ước gì cho làng xóm láng giềng nữa. Dương cho cô thì cúng đình thì cô ước nguyện hen là cúng cho đầy đủ trong thần đình, là ông thần đình phù hộ độ cho bà con chúng vuông chúng lúa hen, rồi khỏe mạnh con cháu khỏe mạnh hết xóm làng nè. Mỗi lần đến lễ hội Kỳ Yên, người dân xung quanh đình háo hức tham gia các hoạt động của lễ hội, nhất là hoạt động đón sắc thần và chiếu sắc thần. Sắc thần là văn bản truyền mệnh lệnh của vua, người đứng đầu triều đại quân chủ, phong thần và xếp hạng cho các vị thần được thờ trong các đình đền theo tín ngưỡng của làng xã người Việt. Sắc thần đình Phong Lạc được vua Tự Đức ban vào ngày 29 tháng 11 năm 1852. Các hoạt động của lễ hội thể hiện tinh thần đoàn kết của các thế hệ dân cư địa phương qua hàng trăm năm. Lễ hội còn là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, thỏa mãn nhu cầu văn hóa của cư dân nông nghiệp. Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định số 1919 xếp hạng đình thần Phong Lạc là di tích lịch sử cấp tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, trang địa phương huyện Trần Văn Thời kỳ thứ 6 năm 2023 trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.